chết đó nha ngoại. Ờ, cỡ 38 luôn nha. 38 được chở đi chết thôi. Mấy anh hết tiền, tiền cho Tứng lấy chiêu. Gắn đỡ lắm. Còn ba chồng mà, nhớ ra bà quên không? Ăn bà 4 ngàn, vừa lâu. Vừa hả, vừa hả. Qua, không chết nó còn đó. Lời chỉ đó làm tứ gà đỡ một răng á nha. Trời ơi đất ơi. Dốc cái giác tiếp quẹt. Đó là cô. Dạ. Đó là cô. Đó đi. Đó là cô. Hay chạy. Ồ đã được luôn. Tiếp đó tiếp. Đó tiếp đi. Đó. Hay ta. Hay trời. Tép đã đi. Ông anh gái lên xỉu bên đây được. Quý vậy. Xe con xe ông nữa bảo này. Đứng bên đây đúng không? Chiếu pháo. À đúng, đúng rồi, bên là tháp 1 đúng. Chết sĩ má nãy vô xe đây chết sĩ rồi, má cô ơi. Để lại hoài cho được á, cho chen vô luôn. Có không? Nước sao tôi chiếu rồi. Cho được. Có không? Để lại cho chen vô mà quề cho được nữa. Dắt chen vô không? Nước sao tiền bấu ta nói rồi đừng có cãi. Ta nó đỡ được lúc đó thôi chứ trước sau gì mà mua. Ta nói hay được cả. Đi đâu rồi? Còn nẹt vô đây một chiếu có biến luôn.
mới thấy là đã đồng thấy. Thấy. Thank you.
hoài cho chuyện chuyện tới nha. Như vậy
chạy hết chạy mà con xe đâu có được chạy. Con xe tôi chích sâu đứt nè một giờ bán rồi. Việt Nam mà cái chớp như đường cái chữ vàng mấy cái dạ Việt Nam á đang chạy từ mua cái chớp đang từ Việt Nam đưa được cả vâng đối người Nam mình chưa từ mua từ chớp có á có chớp như đường cái chữ vàng từ mua nó có nhiều giải hơn từ tướng ở Việt Nam thì đối người làm mình làm những điều khó chấp nhận khó lâu lâu em thấy anh ra đây uống cà phê nhỉ đi công tác đi Thái Lan Thank you.
qua. Ngày xưa là tổng sinh năm bao nhiêu? Vào 61. Không cần cần cứu, chắc chắn là
mình thì giờ uống thì em chấp nhận được lên trên họ ngang nhau thì tú rồi ấy xưa đi trên là mày có đánh về căng tay anh chấp nhận đi cái trời ơi bây giờ khó buồn đáng buồn biết nhưng mà chắc đó mà này có lên đà không có đó à bạn mình cách đây khoảng 3 tháng khác bạn mình mới được người ta nói rồi quân tử 3 ngày cũng gặp lại khác bạn mình 3 tháng trước và bạn mình 3 tháng sau đã khác rồi mình nhắc mình nổi mình nhắc mình nổi mình nhắc mình nổi rồi mình làm trước anh còn không em nổi rồi nếu đầu ha qua ha xe này để ngựa lại chắc chắn là sự kiện đó anh còn phải biết chứ. Chứ đó, đó là biết đúng không hả? Trời ơi, tôi lúc đó tôi cười dế tôi không biết nữa mà. Cười dế. Thấy khó. Sự kiện đó nó nổi tiếng cái bản cái kỳ thủ của Kim Vương của Trung Quốc là sao? Nó chắc chắn là sự kiện đó anh còn phải biết chứ. Ngày xưa ở Sài Gòn cái báo đó, báo thể thao Sài Gòn có người văn toàn đăng rồi cái bạn nữa là 5 năm
kia có người kia một cái đi đồ bệnh chấp mạng này. À, đi đồ bệnh. Chắc mà ngày mất luôn rồi, anh luôn rồi, hôm ngoài là Tâm Anh á. Bây giờ anh có quá này chuyện hết đấy. Dạ. Vừa vô đi chỗ này, ta tạm biệt nó đi. Rồi, anh đâu mà Tâm Anh anh cãi không? Anh muốn cãi đâu mà Tâm Anh anh cãi không? Cãi đâu mà Tâm Anh anh cãi. Bây giờ phải nói là thiết chiến. Tức là có rất trong những người chơi cờ là có tuy nhiên là có một cái nhóm những người vừa lại em gọi là ngày xưa kiểu chơi thiết chiến. Ông là ông có phải là nhớ tấm mẹ đúng không? Nếu lâu mà cái thời Tâm Anh đang đóng ông rồi thì ông phải là nhớ tấm mẹ đúng không? Nếu lâu mà cái thời Tâm Anh đóng ông rồi thì ông phải là nhớ tấm mẹ đúng không? Nếu lâu mà cái thời Tâm Anh đóng ông rồi thì ông phải là nhớ tấm mẹ đúng không? Cái quen này là gặp đối thủ nào là mặc bác là nhớ mới đấu đấu mặt đấu mặt lại nhưng mẹ buồn nữa mới đây không nữa mới đây là buồn nữa bắt có cá bắt cái thằng gì thì em video này giờ lại á lại lại bắt mà cái mẹ con lại á lại cái thằng bên này ông là ghê vậy. Lâu rồi, mấy tháng mấy tháng em. Bây giờ đánh 5 phút ở ngoài đời em còn không còn quan trọng. Còn đâu kia là vẫn là phải bỏ năm phía sau. Bỏ năm ông thấy thế nào ông phải dốc hay. Mình phải dốc không không hay. Đúng đúng nha. Đúng rồi dốc. Lỗi trong mắt đâu có đâu đâu trong mắt à có tiền mà. Còn đâu có gì đâu. Nó quen. Vui vẻ lắm. Vui vẻ lắm. Nó lộn nè, có cái bạn mà. Vậy cũng vậy đó, thầy... Ông để anh, ông để lắm. Rồi. Ông này phải làm gì? Phải làm gì? Phải làm gì không? Gì vậy? Hai nước cũng thế. Ờ, hai nước, hai nước. Hai nước là trưởng của anh Châu. Bánh nó bày bảy nè. Cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.